chiều nay 29 tháng 11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp báo, thông báo về kết quả vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố và kế hoạch vận hành tuyến buýt nhanh BRT. Đại diện Sở Thông vận tải thành phố cũng đã thông báo về phương án tổ chức, điều hành giao thông khi đưa tuyến buýt nhanh BRT vào hoạt động. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị này đang rất nỗ lực để đưa tuyến buýt nhanh BRT vào vận hành tạo sự đột phá. Tuyến buýt nhanh BRT từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa dài gần 15 km, dự kiến sẽ mất khoảng 45 đến 50 phút, tần suất chạy xe là 5 phút một chuyến. Phải hạn chế bớt cái xe ô tô và đặc biệt là xe taxi rồi những cái xe ô tô không cần thiết đi vào cái tuyến này để chúng ta giải quyết ưu tiên cho cái tuyến xe buýt nhanh này vận hành. Theo phương án tổ chức của Sở Giao thông Vận tải, tại các đoạn tuyến Ba La Yên Nghĩa và Giang Văn Minh, Kim Mã, Giảng Võ, thực hiện phương án tổ chức giao thông hỗn hợp cho BRT đi chung với các phương tiện khác như trong thiết kế kỹ thuật được duyệt. Ngoài ra, đơn vị này cũng tổ chức phân làn bằng vạch sơn liền kết hợp đinh phản quang, trong đó bố trí tăng dày đinh phản quang tại các đoạn nhà chờ. Tại các trục đường lớn, các phương tiện cũng không được phép quay đầu để giảm điểm giao cắt, từ đó tăng tốc độ vận hành của buýt nhanh. Hành khách sẽ đi đến nhà chờ của tuyến buýt nhanh qua hệ thống cầu cạn. Tại những nơi không có cầu cạn thì hành khách đi bộ tiếp cận qua nút gạch ngang như đi bộ qua đường. Theo kế hoạch, tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên sẽ đưa vào vận hành thí điểm trước ngày 15 tháng 12.